22 trong bài ví dụ tổng hợp. Có thể cho rằng tỷ lệ chi tiết có thời gian gia công lớn hơn 25 phút ở hai nhà máy là như nhau không? Câu này là so sánh hai tỷ lệ. Ta gọi P1 là tỷ lệ chi tiết có thời gian gia công lớn hơn 25 phút ở nhà máy A. P2 là tỷ lệ chi tiết có thời gian gia công lớn hơn 25 phút ở nhà máy B. Như vậy câu này thực chất là hỏi P1 có bằng P2 không? Vì vậy, để trả lời câu hỏi này, ta cần kiểm định cả vật thiết. H0 P1 bằng P2, H1 P1 khác P2 với mức ý nghĩa là 0,05. Miền bác bỏ có dạng V alpha bằng những giá trị U được tính bởi công thức U bằng F1 trừ F2 chia căn của F ngang nhân 1 trừ F ngang nhân 1 trên N1 cộng 1 trên N2 sao cho giá trị tuyệt đối của U lớn hơn U alpha trên 2. Ta có. Để tính được U quan sát thì chúng ta phải tính được F1, F2, tính được F ngang. Khi điều tra 100 chi tiết ở nhà máy A, ta có được 8 chi tiết có thời gian gia công là 26 phút. Nghĩa là 8 chi tiết có thời gian gia công lớn hơn 25 phút. Vậy F1 là bằng 8 chia 100 bằng 0,08. N1 là 100. Còn ở nhà máy B, khi điều tra 110 chi tiết, thì ta có tỷ lệ chi tiết có thời gian gia công lớn hơn 25 phút là 7,5%. Có nghĩa là F2 bằng 0,075, N2 bằng 110. Ta có F ngang bằng M1 cộng M2 trên N1 cộng N2, tức là công thức, hoặc bằng F1 nhân N1 cộng F2 nhân N2 chia N1 cộng N2. Ta có F1 bằng 0,08, N1 bằng 100, F2 bằng 0,075, N2 bằng 110. Dưới đây là 100 cộng 110. Kết quả bằng 0,077. Từ đó suy ra U quan sát bằng 0,08, tức là F1, trừ 0,075, tức là F2, chia cho căn của 0,077, tức là F ngang, nhân 1 trừ 0,077, nhân với 1 trên 100 cộng 1 trên 110. Kết quả là 0,135. U alpha trên 2 thì bằng U của 0,025 bằng 1,96. Miền bác bỏ gồm hai phần, phần này và phần này. Ta thấy 0,135 thuộc đây. Từ đó suy ra U quan sát không thuộc với các alpha. Suy ra chưa có cơ sở bác bỏ H0, tức là chấp nhận H0. Vậy, tỷ lệ chi tiết có thời gian gia công lớn hơn 25 phút ở hai nhà máy là như nhau.